kinh tế đang xảy ra, nạn đói, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Cái cuối cùng là chiến tranh. Hiện giờ bốn cái kia nó xảy ra hết rồi. Chiến tranh thật sự nó đã xảy ra, nhưng mà nó không có phải là toàn diện. Xảy ra để mà nó chờ là ăn khớp với nhau, là đi cho đồng bộ. Thì cho nên cái mình đang còn cái mission là cái số 5. Thì cái số 5 nó sắp sửa xảy ra đó, trong năm nay. Thì cái đó khi mà năm thứ này mà xong đó, thì Đức Thầy xuất hiện. Mình đang trở lại cái vấn đề là Đức Thầy xuất hiện để mình nói để cho dân Việt đừng có trông hoài, mà ngày nào cũng trông á, thì mới có 2-3 tháng họ nghĩ là họ chờ lâu lắm. Mấy trăm năm nay sao không nói lâu đi. Tiên tri của Thiên Đức Kiệt nói, vừa nói xong cái là 2-3 ngày cái là hỏi sao lâu quá. Tại vì biết sao, đói quá, khổ quá, họ thấy lâu thôi, chứ đâu phải có lâu gì đâu. Đó là mau rồi đó. Bây giờ từ lúc mà clip số 1 Kiệt nói báo động có nạn tai ngày 6 năm gì trước, bài Kính Thiên số 2 ra đời. Đó, bây giờ thật sự nếu mà mình tính so với con người của mình đâu có lâu đâu, phải không? Giỏi lắm là mình trốn Covid rồi ai cũng buồn depression thì có thể là già hơn chút, héo sầu chút, không có cuộc sống hồn nhiên chút thôi. Thế là sự tính ra thì cũng thấy không có lâu nữa. Chị thấy không có lâu. Chỉ có một cái là bề trên thường xuyên nhẹ dỗ điều mà mấy ngày là cả những gì mà nói là dạy kìa đó, nó gì cũng mấy 80% cả Đức Thầy cũng nói với Kiệt vậy. Đức Thầy nói con cả ta cũng là 80 thôi, 20% còn lại là Hội đồng Chư Phật với cha là người quyết định. Và đồng thời mấy vị chỉ bảo đảm một điều, đó là cái chánh nghĩa. Cái chánh nghĩa sẽ thắng cái tà ác, cái thiện sẽ sống trở lại, và cái quả địa cầu này trở lại bình thường trở lại. Nó kinh tế nó không có giống làm gì, vật giá cũng không có giống làm gì, việc làm cũng sẽ trở lại. Rồi tất cả cùng đoàn kết với nhau để mà xây dựng lại một cái trái đất mới. Mấy vị nói vậy, một trái đất mới. Thì từ đó không biết ai xui khiến làm sao đó. Một giây một khắc Putin thiếu suy nghĩ mà hối hận cả đời, tấn công Ukraine, hôm nay đưa nước Nga đi đến tận cùng luôn, tẩy cả thế giới tẩy chay. Và trong những tương lai á, vũ khí của Nga chắc cũng không ai mua nữa. Dân Nga về rất là khổ, họ cũng là con người nha. Đó là cái nghiệp, cái gì nói cái nghiệp của thời Xô Viết cũ, họ làm nhiều chuyện cũng không có đúng thời Lenin đó, các mác. Còn nước Việt hôm nay nghèo đói, nó nghèo đói nó cũng giống như thời năm 1942 mọi người bắt đói mà đến nỗi mà còn có cái hình nào của năm 42 để ngoài bắt đói năm 42. Bấm cái hình nào người bên ngoài bắt đói 154. Thì hôm nay là vì cái nghiệp thời đó đó của những cái người mà nắm quyền nước Việt, hôm nay nó cũng trở lại, nước Việt cũng sẽ trở đói lại. Còn bây giờ mình mà không có tiên tri người Việt để nói trước, để cho thủ lại, dòng sao mấy ông lãnh đạo nó không có ưa Kiệt, nhưng mà dầu sao nói ông cũng có ghi nhận bán gạo cho Trung Cộng, nhưng mà cũng có thủ lợi mớ, cũng đỡ hơn. Hồi năm 1942 cả đất nước đói đến nỗi mà người không chết. Họ có một câu chuyện, có một cái ông đó chuyên môn ông đi kiên xác người chết, nhưng mà đến khi mà ông đi ngang đó đó, cái người mà đói quá gên đó, ông thảy tôi lên xe khiêng tôi luôn, tôi sợ ngày mai ông chết rồi không ai khiêng tôi. Cho nên còn mà gên nó cũng năn nỉ người ta thảy lên xe, tại vì họ không có chôn được, họ chỉ thảy một cái cánh đồng tha ma chắc rồi đó thôi, cũng mời bác ạ. Mấy con thấy con người đó, đó là thời cùng cực của xã hội nước Việt. Họ ăn thịt nhau nữa, chuột là chuyện nhỏ, ai mà giành được con chuột là người đó giống như trúng số độc đắc. Có một cái câu chuyện của một cái chị đó vừa có bầu sanh ra, thì là mấy người hàng xóm nhào vô lấy đứa bé để ăn thịt, lấy con vậy. Khi đói mà. Rồi có một cái gia đình đó hai cha con có một cái bánh, người cha phải giục đứa con xuống sông chết để mà giành lấy ăn cái bánh của đứa con này. Đó là nước Việt. Đây nước Việt là người Việt mà, người Việt Nam mà. Thời đó đó, Nhật Bản họ xài xe ngựa đúng không? Cái mấy con ngựa đó đi tới đâu á, cả đống mấy người đó cái lết theo cái đuôi của ngựa đó. Mấy con làm gì? Chờ ăn. Hả? Chờ ăn. Chờ gì? Chờ cho ngựa nó ị ra rồi dành phân của ngựa ăn. Cái cảnh mà sư phụ nghe nói nó đổi con nhau để mà ăn thịt đó. Thì có, nó có đổi con nhau ăn thịt, vừa thanh xong hai bên đổi nhau để ăn thịt. Cũng còn chút nhân tánh. Không ăn thịt con mình thường rồi ăn thịt con người ta ăn thịt con mình. Nhưng mà có câu chuyện mà không biết tôi đọc được á, là cái chị đó ở vừa sanh xong, hàng xóm biết bà sắp sanh cũng bầu mà, vừa sanh xong qua nó rình nó ăn cắp rồi nó ăn. Nếu mà cảnh này so với cảnh của mình, nếu mình hiểu được, mình đừng có than. Người Việt Nam trong lúc này, hôm nay một đứa này lên để cho có sự an ủi, gán giữ lòng tin. Đó là lời của mấy vị mới về dạy mình mấy ngày. Giữ lòng tin Phật trời không có bỏ mình. Chỉ có cuốn kinh ngồi thiền là với cái thiền Bát Nhã này là cứu mình trong lúc này, để giữ cái tâm bình an, chứ không thôi đói rồi ăn thịt con đó, huống hồ chi làm bao nhiêu chuyện không đúng. Có một câu chuyện buồn cười nữa, nó cũng trở lại giống như cái câu chuyện hồi sáng mình kể đó, cái bà đại tỷ phú của Mỹ mà bị ung thư á. Thì Việt Nam cũng có những nhà phú hộ ở đây đúng không? Hai chồng vẫn mặc áo phú hộ, đeo vàng rồi vô, tại lúc đó vàng đâu có ăn được, chỉ có gạo mới ăn được. Mà có tiền mà không có ai bán thì lấy gì mua? Đeo cho đã rồi hai chồng ngồi đó rồi chết. Mặc đồ đẹp vô đeo đống vàng dòng tiền đó rồi chết. Chết trên đống tiền. Thời đó năm 1942. Trong lịch sử nói 1945 năm ất dậu. Hả? 445 hả? Dạ. Con có từ tháng 10 năm 44 cho đến. Kiếm nhiều hình nữa rồi con. Nhiều lắm sư phụ ơi. Ghê quá. Con ghé lại luôn lên liền mà. Thiên Tâm á. Thiên Tâm rất không dễ làm, nó dễ số thường. Ok, 5.140 lần. Đó là gì ta? 16 là gì? Ngày 16 tháng 6. Nhưng mà cái buồn á là người sống cũng muốn chết. Họ nó muốn tự tử nhưng mà tự tử cũng không được, yếu quá thì ra tự. Rồi mỗi ngày có cái ông mà đẩy xe đó đi ngang nghe cà gên ông khiêng tôi ra ngoài giùm đi, tôi sợ ông chết không ai khiêng tôi. Cái này chết cũng muốn tập trung vô thì ổng chết nữa. Đó là nước Việt đó. 2 triệu người chết. 2 triệu hả? Dạ, 2 triệu người chết. Cái này do Nhật làm ra đó sư phụ. Hết như vậy. Mới tới về sớm đi. Sao lên núi chơi mấy ngày? Hả? Cái gì? Trời ơi, không có trí gì. Ra đây hả? Ra đây không biết, ra đây. Sao không khấn mấy ông sanh thận? Hồi nãy con lên con khấn rồi, giờ con mới gặp sư phụ. Thì hồi đã dặn trước trên mạng khi nào mà tìm sư phụ ra đó. Thì mà thật tâm á, khấn với mấy vị nói cho sư phụ biết. Thì đó con xin sư phụ nhận con làm đệ tử. Ok, lên nhận đệ tử. Trời ơi, 4 ngày kiếm không ra. Tội nghiệp quá. Con tên gì? Con tên Văn Bạch Giáo Luân, Thiên Hương. Thiên Hương, ca đã kiếm từ 4 ngày không ra, bữa nay khấn chân thành. Ổng mới chỉ tới. Thiên Hương. Tính gì đó. Có ngày kia xin may mắn nghe hết bệnh nữa không? Trời giờ trước. Bây giờ muốn em phải sẵn sàng. Bây giờ con phải đi liền hả? Ngồi đây đi, đang nói chuyện mà. Rồi con đáng đâu? Thì để thì họ con đi xuống địa ngục đi, con lên thiên đàng để bà. Thôi nhưng mà con muốn cha rút chỉ đi luôn. Thôi, rồi chỉ muốn con đi ngục để chỉ. Cô đang nói chuyện, cả thế giới đang nghe con nhào vô nó khá là quả hồn. Khi nào con khổ á, con nhìn cái chữ này con đã hết khổ. Thầy đang nói chuyện con Phật, nó đang có lúc nói ai cũng khóc hết trơn, nên con sẹn sang cái, ai cũng cười lên. Con giờ đến giờ phút này còn gì tin không tin nữa, nó không vậy rồi nó không vậy, chứ còn giờ muốn sao giờ, muốn phải làm sao mới tin. Chắc phải đi kiếm mua cái loại mà mấy cái thằng mà nó bay á, để cái ống ra không nó bay vòng vòng vậy cuộc nó hết rồi không tin nữa. Bây giờ này mà còn tin chứ không tin nó vậy là vậy, trên trời lộ hết rồi. Rồi con xuống đi. Làm sao con lấy cái điện thoại trong cái nhóm cái này nè, làm nó cũng làm nóng. Dạ nói chuyện với chị Hạnh đi. Dạ nói chuyện với tỷ Hạnh đi. Rồi con đi về nha. Rồi. Gai rảnh là lên núi. Núi trên núi họ mới nó không. Sẵn có anh này ở Boston qua xin hỏi những người tới. Rồi đẳng đi, chưa nói chuyện xong mà chưa nói kéo màn.